Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 53, đề bài như sau. Thử dùng tay để xác định vị trí của tim trong lồng ngực của mình. Có thể dùng ngón tay để xác định điểm đập nơi mỏm tim chạm vào thánh trước của lồng ngực. Như các em đã thấy thì đây là một câu hỏi liên hệ với thực tế. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy dựa vào những hướng dẫn của đề bài và thực hành trên cơ thể của mình. Từ đó thì đưa ra vị trí của tim ở lồng ngực. Sau đây cô và các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Như vậy các em có thể dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào vị trí quả tim ở trước ngực, sẽ nhận thấy nhịp đập của quả tim. Sau đó thì thở ra gắng sức rồi nín thở để tìm mỏm tim. Dùng gan bàn tay để sờ diện đập của tim, rồi dùng đầu ngón tay để có thể xác định lại vị trí của mỏm tim. Bình thường thì mỏm tim sẽ nằm chích sang bên trái, ở khoảng liên sườn 4 hoặc 5, ngay bên trong đường trung đoạn trái. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 4 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 53.